Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi ngưng tập trận trên Biển Đông của Hà Nội, trong khi có ý kiến nói chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phô trương sức mạnh trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Sau khi Bắc Kinh thông báo thực hiện các cuộc diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 đến 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay. Đáp lại, hôm 6 tháng 7, người phát ngôn Hồng Lỗi của Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và nói rằng cuộc tập trận thường niên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Khi được hỏi rằng Trung Quốc muốn gửi tới các nước có tranh chấp thông điệp gì qua hoạt động quân sự kéo dài một tuần tại vùng biển tranh chấp, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định. Hành động của Trung Quốc thì thể hiện một cái sự cứng rắn của Trung Quốc mà đã diễn ra từ trước đến nay rồi, chứ không phải là tới thời điểm bây giờ thì mới xuất hiện. Tôi nghĩ rằng là cái tác động cũng như là thông điệp của Trung Quốc gửi ra không hẳn là rõ ràng. Nếu như thực sự Trung Quốc có ý đồ nào đấy, dùng cái sức mạnh quân sự để mà răn đe các nước khác, răn đe tòa PCA, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thành công như là Trung Quốc mong muốn. Tại vì chúng ta thấy cái phán quyết của PCA nó sẽ vẫn có giá trị bất chấp những cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, cụ thể như là cái cuộc tập trận ở Hoàng Sa này. Không chỉ đáp trả Việt Nam trên bình diện ngoại giao, Trung Quốc còn công kích Việt Nam trên mặt trận truyền thông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng tập trận chỉ vì Hà Nội phản đối và cho rằng Việt Nam sẽ không duy trì được sự ổn định nếu thiếu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Ông Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên của Liên Hợp Quốc và hiện nghiên cứu vấn đề Biển Đông, nói rằng những việc làm của Trung Quốc thời gian qua nhằm mục đích trấn an dư luận trong nước. Trung Quốc đi khắp nơi để họ vận động các nước mà không liên quan gì đến Biển Đông ủng hộ họ. Trung Quốc muốn tạo dư luận trên thế giới, nhưng mà bản thân nó là nó dùng những cái thông tin đó để nó tạo dư luận của Trung Quốc, cho người dân Trung Quốc là tin tưởng vào cái chính sách của Tập Cận Bình, là Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ những cái gì mà Trung Quốc coi là của mình. Ông Việt nhận định thêm rằng Hà Nội sẽ tính toán các bước đi tiếp theo tùy theo phán quyết của tòa.